chào các bác nha. Chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác. Thì bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi các bác ạ. Đó thì em đi lang thang thì lên đến đền Bà Triệu rồi các bác này. Đền thờ Bà Triệu này. Khu di tích lịch sử quốc gia này các bác ở Thanh Hóa nha. Hôm nay em mới đặt chân đến đây lần đầu tiên đây này. Thì em không biết là quay phim chụp hình ở sao người ta có cấm hay không các bác. Thì em và các bác cùng lên xem nha các bác. Thang lên đền Bà Triệu. Nhìn không thấy ai cả. Đóng cửa hết các bác. Đóng cửa im lìm hết. Đây xem coi nào. Ấm nước các bác này. Đây ấm nước nhưng mà lâu rồi. Lâu rồi các bác, lâu không ai sử dụng đến rồi các bác ạ. Đây là những các mạnh thường quân người ta đến, người ta ủng hộ cái ghế đó các bác. Đó. Và không có ai cả các bác ạ. Khu di tích lịch sử quốc gia này, đền Bà Triệu đây. Đóng cửa hết rồi các bác. Đây chắc là nhà của người ta trông coi đó các bác. Em đi có một mình thôi. Để cho các bác xem này nha các bác nha. À, tiếp tục lên nha. Ở trên này nữa các bác này. À, trên đây nữa nè. Cái đó là em không biết lăng hay là cái gì. Chắc lăng quá các bác. Đó lăng hay cái gì em không biết nữa. Đây. Cao lắm các bác. Ở trên đây cao lắm. Đây này, đây chắc đền thờ chính này. Đền thờ chính nha các bác này. Đó, mái ngói đỏ nha các bác. Gỗ nha. Nhưng mà nhìn nó gỗ nhưng mà bê tông thôi các bác. Bê tông giả gỗ chứ không phải gỗ nha các bác. Người ta sơn gỗ đó. Đây. Đó các bác xem không? Hai cái trụ này. Ra sau đây cho các bác xem. Có những gì. Có gì, có mùi nhang thơm lắm các bác ạ. Đây nha, đóng cửa rồi các bác ạ. Đóng cửa rồi. Đền này. À, đây, đằng trong đó các bác em thấy là khu di tích cấp tỉnh, thành phố. Khu di tích cấp tỉnh, thành phố các bác ạ. Đó. Đây các bác này. Lên đây xem các bác. Có những gì trên đây nha, hoa đẹp lắm này. Dẫn các bác đi xem nha các bác. Vất vả lắm các bác ạ. Kiếm được đồng tiền không sung sướng gì đâu các bác. Đây các bác này. Bước lên này. Wow. Đã đi thì đi cho trót luôn. Lên trên đây xem có những gì ở trên đây nha các bác. Các bác cùng em đi xem coi có những gì nha. Đây lăng các bác này. Cũng chả biết lăng của ai đâu. Từ nhỏ lớn bây giờ mới đặt chân đến đây các bác này. À, đền thờ Quan Thế Âm Bồ Tát này các bác này. À, đền thờ Quan Thế Âm Bồ Tát này. Đây. Đây. Đền thờ Quan Thế Âm Bồ Tát nha. Mong Bồ Tát phù hộ cho ủng hộ kênh khởi nghiệp nha, càng ngày càng lớn nha các bác. Tất cả vì bà con nông dân nha. Bồ Tát, mong Bồ Tát phù hộ độ cho kênh khởi nghiệp. Đây các bác này, đây nhìn xuống này. Đây là toàn cảnh khu vực huyện Nông Cống này các bác. Huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nha các bác. Đó. Đó, các bác nhìn kỹ chưa? Đó, cái núi đó là núi đá đó các bác. Núi đá ở khu vực cầu quan của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đó các bác. Phong cảnh Việt Nam đẹp lắm các bác ạ. Không xấu gì đâu các bác. Đó, Bồ Tát hướng ra, Bồ Tát nhìn bắt tính trầm họ đó các bác. Rồi nha, đi lên trên đây nha các bác. Ta đi lên trên đây xem có cái gì. Chắc em nghĩ là ở trên đây là đền thờ chính này các bác này. Đúng rồi, ở trên đây là đền thờ chính này. Tất cả cánh cửa đều đóng hết. Em lại cũng không đem nhang theo để mà thắp nữa.
Đó. Đây. Đó, đây là đền thờ chính. Đó các bác nghe Nam Mô A Di Đà Phật niệm ở trong đó không các bác? À. Đó tí tiếng đài cho các bác. Tiếng đài ở trong đó thôi, không có cái gì cả. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xuống bát tính trăm họ này. Đó. Rồi ok các bác nha, ta đi xuống nha các bác. Không có gì cả các bác ạ. Em cũng không đem nhang theo để mà thắp cho các thần linh ở đây nén nhang, nhưng thật sự là mình đi rồi mình thấy rồi mình ghé và mình tham quan thôi các bác. Ghé vô định thắp nhang cho bà ở trong đây, mong bà phù hộ cho, tức là đi kiếm được nhiều bò cho các bác á, với giá thành nó rẻ nhất có thể, hợp lý nhất cho bà con nông dân mình mua về chăn nuôi các bác. Lương tâm em lúc nào cũng vậy các bác ạ. Đây các bác, cái đây là chắc nhà mới xây này, nhà mới này, còn ở trên vừa rồi đó là chắc cũ đó, lâu lắm rồi, ở trên đó em nghĩ là lâu rồi. Đó. Có người đến hay không là mình nhìn chén trà chén nước là mình biết thôi các bác. Thật sự là ở đây nó cũng hẻo lánh. Ok các bác nha, ta đi xuống nha các bác. Xuống. Tiếp tục bậc thang. Đời người là một nấc thang. Đi một ngày đàng, học một sáng khôn. Đây, các bác này. Đã có ạ các bác. Cây cảnh thì cũng muốn chết rồi. Rồi ok các bác nha. Chào các bác nha. Thì trước mặt các bác là hai con bò đực lở này các bác này. Hai con bò đực lở của ông anh, gia đình ông anh này ông muốn bán này. Tức là chia sẻ với các bác luôn đó. Gia đình anh nuôi lợn này. Nuôi lợn nên ý là không có thời gian để nuôi bò nữa. Thì anh có gọi em lên để bán giúp anh hai cặp bò nha. Hai con bò đực lở nha các bác. Đó trước mặt các bác là hai con bò đực lở nha. Con này con lai xin nha các bác. Con này lai xin chứ không phải Brahman nha, các bác lưu ý cái vấn đề này nha. Đó còn con trong là con 3B nha. Đó thì con lai xin này được mấy tháng rồi anh? Con này chắc 14 15 tháng rồi hả? Con 3B thì được nhiều chưa anh? Con 3B đây nè. À. Vậy là con 3B này cũng được 8 9 tháng rồi các bác này. Nhưng mà cũng chia sẻ với các bác rằng con BB này khung xương nó có nha các bác, nhưng mà nó hơi to bụng nha. Có sao nói vậy, tại vì gia đình anh tận dụng cỏ nhiều quá. Cái em cũng chia sẻ với các bác luôn nha. Cái con 3B này thì mình nuôi thì cái tinh nó cần chất tinh nhiều hơn các bác ạ. Nó cần chất tinh nhiều hơn so với bò vàng, bò truyền thống. Ví dụ như bò Brahman hoặc là Lai Xin mình á, nó cần chất tinh nó ít hơn nha các bác. Nhiều hơn nha các bác. Các bác lưu ý vấn đề này nha. Còn con này là khung xác có nha các bác, chân cẳng to nha. Ok nha các bác. Đó thì giá của hai con này anh muốn bán là bao nhiêu anh? Nói con 3B này trước đi. Rồi con 3B này 32 triệu nha các bác. Ok các bác chưa? 32 triệu cho con 3B đực lở này nha các bác này. Con bò này rất thích hợp cho bác nào mua về vỗ béo nha các bác. Cái loại này bây giờ nó mới bắt đầu lên nha các bác. Các bác lưu ý về vấn đề này nha. 32 triệu nha. Em thấy giá là rất hợp lý các bác ạ. Rất hợp lý nha các bác. Đây các bác nhìn mông này. Mông nha, chân này, cuống đùi to nha các bác, cuống đùi to nha, cuống đùi to không phải nhỏ nha, nhưng mà gia đình chăm sóc nó hơi kém nha các bác, đó có sao nói vậy nha, lưng này, ok các bác ạ, con này 32 triệu quá hợp lý cho bà con nông dân mình mua về vỗ béo nha các bác, rồi ok các bác nha, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến bắt con 3B này nha các bác, 32 triệu nha các bác, rồi ok các bác nha, đến con bò lai xin nha, con bò đực lở lai xin nha các bác. Đây, các bác nhìn thấy hai con cái thể hình nó khác nhau các bác ở giữa giống bò 3B này, giống bò Lai Xin này và giống bò 3B này các bác này. Đó thì cái con Lai Xin này bây giờ anh muốn lấy nhiều tiền không anh? Nói giá bán nha anh. À,
Con lại xin này, bây giờ anh muốn lấy nhiều tiền nha con. 27 triệu hả? Ờ, 27 triệu. À. 27 triệu con bò lại xin này nha các bác. Đem qua nào. Đẹp các bác ạ. 27 triệu rất hợp lý các bác. Nó chỉ có khuyết điểm tí móng chân thôi nha các bác, tại vì nó không sao cả, gia đình anh nhốt chuồng đây này. Các bác thấy không? Và các bác lưu ý nha, làm chuồng làm khung nó rộng ra một tí nha. Sau này em sẽ nói về vấn đề này, em gặp rất nhiều trường hợp này rồi. Nhưng con này ok không sao nha các bác, nó đi lại rất bình thường nha. Rất bình thường, ăn uống bình thường nha các bác. Bò sạch, bò đẹp nha. Đó các bác nhìn rõ chưa? 327 triệu nha. 27 triệu cho con bò đực lai xin này các bác nha. Rất phù hợp nha. Con này bây giờ các bác về các bác có điều kiện, các bác đổ là đến Tết là ok lắm này các bác này. Đến Tết hoặc không thì sang năm, giữa sang năm các bác xuất. Rất ok nha, tuổi này là tuổi ăn tuổi lớn nha các bác. 27 triệu nha các bác. Đó. Rồi ok các bác nha. Đó thì em nói lại nha, trước mặt các bác là con bò đực lở nha, lai xin và con bò 3B nha. Tổng giá trị của hai con bò này là 59 triệu. Đúng không bác nè? Đúng rồi, 59 triệu nha các bác. 59 triệu cho bà con nông dân mình mua về nuôi vỗ béo tiếp theo nha các bác. Giá quá hợp lý nha, không còn chỗ nào rẻ hơn nữa nha các bác. Đó, bác nào ok thì nhớ nhanh tay liên hệ trực tiếp gặp em để chốt hai cặp bò này một cách sớm nhất nha các bác. Đó. Rồi ok các bác nha. Con đi lai man. Con đi lai man đấy. Con đi mấy răng rồi, mấy răng rồi? Mới có tư răng. Tư răng, răng trẻ bò mà. Đang trẻ bò không mà. Ở đây có nhiều bò cái không mà bác phải nuôi con đi? Ồ, ngày trước thì nhiều. Bây giờ hết vậy? Nói chung thì hết thì không hết, nhưng mà tỷ lệ em giảm lên kia chứ. Không có, đi bệnh viện suốt người ta đến nhà cũng không có nhà thì cũng không nhảy được. À rồi ok anh. Con đi anh chọn được đó. Bò đi thì tôi lên tìm chọn từ thiệu hóa trại và ra. Rồi vâng. Con đi. Đúng rồi, con đi đạt chỉ tiêu làm nọc giống đó các bác. Con này đạt đó. Con này mới tư răng hả? Mới tư răng. Brahman thuần luôn các bác này. Đấy, ok các bác nha. Thì anh đến trang trại của anh này thì anh nuôi cái kiểu quy mô nông hộ rồi các bác ạ. Thì vợ đi làm đó, cũng chia sẻ với các bác luôn. Vợ đi làm công ty thì ở nhà cũng tận dụng thời gian để nuôi bò đó các bác, nuôi bò sinh sản và kiếm thêm thu nhập. Thì anh gọi lên đó để thứ nhất là anh em giao lưu, thứ hai nữa là chạy lên để bán giúp anh con bò đực lở. Thì bò đây là bò cái sinh sản nhà ảnh này các bác này. Đó thì con trong đó là con xin nhưng mà Farman các bác, con đẹp lắm. Mà em bảo anh bán mà anh đang còn suy nghĩ đây các bác này. Đó. Các bác nào ưng không? Đặt ra với là thích to, của em một đập. Hay để nó tắt vô cái chuồng đi. Con này anh bán không? Không quần thì hả? Để tôi về tôi quay nước ở gì hả? Hả? Anh dắt ra đi, nếu mà có gì mà hay nên là mình không muốn bán. Tất cả lấy đây đều rồi. Đều rồi. Đều phối 3B hết đúng không? Không. À. Nó lại con nó cho nhảy cho bò đây nãy hả? Lấy giống. Rồi. Để lấy giống. Cần gì bây giờ có tiền là ra hết, không phải lo gì hết, giống đem lo cho. Bác dắt con bò đó ra coi. Dắt. Để chung mấy ngang ra. Đó ok các bác nha. Thì chờ anh dắt ra rồi chúng ta cùng xem coi là cái con bò cái lai xin này nó như thế nào nha các bác. Con trong bán không? Hai con. Phối 3B hả? Phối 3B thì giữ lại cũng được. Có con đi thì nếu không bán thì em coi rác ra có bác nào cần không nào. Anh đọc giá em coi nào. Đó, bò đẹp thì giá đẹp nha, không quan trọng nha các bác. Tiền nào của nấy nha. Các bác lưu ý cái vấn đề này. Rồi ok các bác nha, các bác nhìn. Rồi cho vô đi. Các bác ơi, con này có cặp sừng thật đỉnh luôn các bác này. Con này có cặp sừng đính thật các bác ạ. Đấy, chữa hộ không ạ? Ok các bác nha. Anh có bán không? Anh bán không? Anh bán không, anh nói em nghe tiếng coi nào. Được, đây này quay rõ ràng cho các bác xem này, chân thật tự nhiên luôn này. Anh muốn bán thì anh ra giá em coi nào. Con này á? Ừ. Tôi không muốn bán lắm nhưng mà nếu về bán chủ mua thì con này 40. 40 triệu con này. 40 triệu. Sắp đẻ chưa? Con này chưa. Chưa hả? Chưa, đúng nói để nó là mới có 4 tháng. 4 tháng hả? 4 tháng mấy ngày? 4 tháng. 4 tháng mấy ngày thôi hả? Mà bộ cũng Chữa tinh thường đúng không? Tinh thường ý là con bò tê nhảy luôn đúng không? Có sao nói vậy.
40 triệu các bác, 40 triệu con bò này này. Được con nào? Được con nào? 40 triệu con bò này các bác này. Chỉ có 4 tháng rồi đúng không? 4 tháng. Mấy mấy răng rồi anh? Con này thì 4 con rồi. 4 con hả? Đoạn rồi đấy. À con này con thứ 5, 40 triệu. Rồi các bác ạ. Bác nào ưng con này 40 triệu thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt nha. Có bớt được không? Tầm 38 triệu có bán không? 38 thì không được. Hả? Được không? Hắt ngang con bò đực rồi đó các bác ạ. Cái giá trị của nó tại vì mình tính thịt là không tính được nha. Các bác lưu ý nha. Thịt thì nó chưa được nha các bác. Nhưng mà cái giá trị đồng tiền của nó khác với con bò đực nha các bác. Bò đực thì như con bò đực đó thì bây giờ chỉ bấm thịt thôi nha. Mình mua thịt nha các bác vì nó đã to rồi. Đó rồi ok các bác nha. Đó bác nào ưng 40 triệu này các bác này. Khung xương nha. Đấy anh cái chắc. Có khung xương nha. Các bác nhìn cái đây. Nhìn nha em quay kỹ cho bác nhìn này. Đó. Ồ, nhìn các bác cặp sừng của nó này. Đó thì nếu mà các bác nuôi bò nái mà bác muốn cái con này làm cái nền cho bò mình nhá, làm cái điểm nhấn cho cái đàn bò mình nhá. Thì em nghĩ là các bác có thể bắt được con này so với giá trị hiện tại bây giờ đấy các bác. Đó. Còn thịt nha, thịt thì không tới nha, các bác lưu ý cái vấn đề này nha các bác. Cao 1 mét. Đây các bác này, nhìn chân nha. Chân là bốn móng đều nhau nha, bốn móng đẹp nha. Vuông góc nha, bò hiền nha các bác. Anh là chủ đó, anh là chủ nhà. Đây các bác lưu ý nha. Bốn móng này. Bốn móng đều nhau nha. Đẹp nha các bác. Đó bộ phận sinh dục nó ok, nó không có xa mấy nha các bác. Con bò này nhảy nọc là rất ok các bác này. Cao 1m62. Cao đó các bác ạ. Đó, rồi ok các bác nha. Tí nữa dắt ra xem sao nha. Được thì anh em nếu mà được thì em sẽ up lên kênh thì bác nào cần thì liên hệ trực tiếp đến để lôi luôn hai cặp bò này cho các bác nha, hai cặp bò nha. Con bò này lai xin nha, pha man, nhưng mà bò này bò man nhiều hơn các bác, cặp sừng nó thì hơi bị đỉnh luôn các bác ạ. Và con đó là Brahman nha, man thuần nha, bò đực nha. Đó. Đấy, đang ăn này các bác này. Đây, các bác xem này nha. Ok các bác chưa? Nhốt bò tướng tá rất đẹp các bác. Cao 1m6 đổ lên. Hai anh em đang còn tức là hai anh em đang còn bàn bạc cái giá cả để đi đến thống nhất để cho các bác mua về đó. Nó phù hợp nhất đó. Thứ nhất là các bác mua về cho nó nhảy hoặc là mình mua về vỗ béo đó, thì nó sẽ phù hợp với cái giá trị thực của con bò này nha các bác. Rồi ok các bác nha. Thì anh em cũng trao đổi đó, các bác cũng thấy đó, thì xong rồi em cũng tính toán thì em thấy là 49 triệu là cũng hợp lý nha các bác, tại vì con này nó đang khung xương nha. Tức là mình cũng tính đó, mình cũng tính khung xương nha các bác. Đó con này đang khung xương nha. Bác nào muốn mua về vỗ béo tiếp theo cũng được hoặc mua về làm nọc giống cũng được nha các bác. Con này mới tư răng nha các bác. Đó, mới tư răng nha. Con này là lai man nha. Brahman và man thuần luôn các bác nha. Rất cao to nha các bác. Anh đứng gần rồi, anh đứng gần. Đứng gần cao, đây đó. Đó, anh đứng đó đi đó cho các bác cho anh so với con bò này các bác này. Rồi ok các bác hình dung chưa ạ? Ok các bác nha. 49 triệu nha, 49 triệu cho con bò đực nọc nha các bác, bò đực nhảy giống nha. 49 triệu cho bác nào cần nha, mua về để làm nọc nhảy giống nha các bác, và con này mua có thể về nhảy được nha các bác. Đó 49 triệu nha, em thấy rất phù hợp nha. Rất phù hợp cho bà con nông dân mình mua về vỗ béo hoặc là về làm nọc giống nha. Con này làm nọc giống thiên phù các bác này. Đẹp đó các bác ạ, bò đẹp, mới tư răng. Mới tư răng. Ở đây có nhảy nhiều không anh? Một tháng nhảy mấy con? Nhảy cũng được tháng chỉ được cao lắm thì được chục cuôn, không thì được, một tháng thì được 2-3 cuôn. À chắc vậy. Nên nó hăng lắm các bác ạ. Nó rất hăng các bác ạ. Rồi ok các bác nha. Ok các bác nha. 49 triệu cho con bò lai Brahman nha, man thuần nha các bác, làm nọc giống nha, cho bà con mình mua về làm nọc giống hoặc bò làm vỗ béo cũng được nha. Em cũng tính toán hết rồi nha các bác. Nó ngang giá thịt một tí nha. Các bác lưu ý về vấn đề này nha. Rồi ok các bác nha. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp gặp em nha. Đó thì em cũng nói luôn nha. Thì những bác nào có nhu cầu mua hoặc bán bò thì các bác nhớ đăng ký kênh. Đó các bác có nhu cầu mua thì bác nhớ đăng ký kênh rồi nhớ nhấn chuông nha. Để sớm theo dõi những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha. Để chọn cho mình những con bò nó ưng ý nhất nha các bác. Chọn cho mình những con bò ưng ý nhất nha. Với giá thành phù hợp nhất với điều kiện kinh tế gia đình mình nha các bác. Đó, còn những bác nào mà muốn bán bò thì các bác, nếu các bác muốn bán thì các bác cứ nhấc máy lên điện trực tiếp gặp em nha.
rồi em sẽ thu xếp thời gian em đến tìm đến nhà các bác nha, tự động em sẽ liên hệ đến nhà các bác để xem cái con bò các bác nha. Nếu mà giá cả đôi bên anh em mà thương lượng lẫn nhau, nếu mà ok em sẽ giới thiệu cho bà con nông dân mình mua về để nuôi sinh sản hoặc vỗ béo nha các bác. Kênh khởi nghiệp là như vậy nha, rõ ràng chân thực nha các bác. Nó vô chuồng được các bác này. Đó. Rõ ràng chân thực nha các bác. Đó. Các bác nhìn rõ chưa, một cặp nha. Còn bác nào mà có điều kiện thì bê luôn một cặp này các bác này. Có tính ra là có 89 triệu. Đúng không? 89 triệu. 89 triệu là các bác có thể sở hữu được hai con bò này nha. Rồi ok các bác nha. Đó. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nha các bác. Em chào các bác nha. Chào toàn thể bà con nông dân mình nha các bác.